Truyền thống thì ở cư dân ở Topaz này thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho cái việc mua đồ ăn thức uống, chẳng hạn như là cái Vinmart thì nằm ở phía góc đường này, phía sau lưng Embarcadero Building, còn cái chỗ này là Barry Gourmet, là một cái cửa hàng tiện lợi ở ngay sảnh tầng trệt của sảnh B. Thì còn một cái cách khác để đi mua thức ăn đó là đi chợ truyền thống. Thì chợ truyền thống này á, nằm ở ngay cái đường rầy gần đối diện với lại cái chung cư Pegasus. Bây giờ thì mình sẽ đi chợ truyền thống ha. Ok, let's go. Biệt thự ở đối diện Topaz, còn đây là cái chung cư Embarco. Đây. Đây là cái Vinmart. Còn ở đây là quán cà phê. Thơm quá, rất là thơm. Mình mới vừa đi ngang qua cái quán cà phê này, có cái cây mai chiếu thủy, cái mùi rất là thơm. Còn ở đây là khu cư dân. Ở trong đây mình thấy có rất là nhiều những cái tiệm salon nhỏ nhỏ, chẳng hạn như làm móng tay móng chân nè, rồi làm tóc nè. Nhất định là mình sẽ đến đây. Chứ bây giờ thì mấy cái chỗ làm đẹp cho nữ thì chỗ nào nó cũng như nhau hết. Mà
ở đâu thì nó cũng cạnh tranh cái chất lượng với lại cái giá tiền. Cho nên làm thì mình thích làm ở mấy cái chỗ như vậy hơn, tự vì sẽ được cái giá nó rẻ hơn. Chứ đi vô mấy cái spa lớn thì rất là mắc. Mình bảo đảm là hôm nay mình đi như vậy sẽ có rất là nhiều người nhìn ngó mình y như là một cái gì đó rất là lạ lẫm. Tự vì chắc mình nghĩ là không có nhiều người làm video mà cầm cái cây gimbal với cái điện thoại ra ngoài đường như mình. Đây là cái cây gimbal mình mới mua, mới giao hàng hôm qua. Mình mua ở Lazada với cái giá là hơn 1,3 triệu. Nhưng mà sau khi mà lắp đặt vô rồi thì mình thấy nó cũng ổn. Từ ở trong Tobastrin mà ra tới ngoài đầu đường thì phải băng qua một cái khúc đường cư dân với những cái nhà thì nhà cấp 4. Nhưng mà nói gì nói chứ chắc người ta chưa có thích xây thôi, chứ người ta mà xây lên thì mà bán thì chắc giá phải rất là mắc. Ở đây có cơm tấm, thịt nướng, giá chỉ từ 20 cho đến 25 ngàn ở Biên Hòa mấy bạn. Nếu như mà ăn ở ngoài á thì cái gì nó cũng giá 30-35, còn vô trong mấy cái hẻm á thì được giá 20-25. Còn nếu như mà vô mấy cái chỗ lớn lớn hơn tí ở ngay trung tâm á thì giá toàn là trên 40-50 một phần ăn sáng không à. Bởi vậy nói gì thì nói, tốt nhất là làm ở thành phố và ăn xài ở những cái vùng ven thì sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Còn ở đây là cái bệnh viện Hoàng Mỹ Y Tô. Ngày xưa cách đây khoảng 14-15 năm á, ở đây á nó xây lên xong rồi vốn dĩ nó là một cái cụm nhà hàng khách sạn, tổ hợp nhà hàng khách sạn quán bar. Nhưng mà mình chưa có đến cái quán bar này chơi, nhưng mà thời đó cái quán bar này rất là hot, coi như là ở Biên Hòa này nếu mà muốn tìm trai xinh gái đẹp thì cứ vô cái quán bar này. Rồi sau đó thì mấy năm nay thì ở đây người ta lại cho khơi và trở thành cái bệnh viện. Thì trước đây có tên là Y Tô, nhưng mà cách đây khoảng thời gian thì đổi tên là Hoàng Mỹ. Chính vì cái sự đổi tên này cho nên ba của mình khi mà đến khám bệnh là làm giấy chuyển tuyến thì rất là rắc rối, tự vì người lớn tuổi thì người ta không có nắm được cái thông tin y như là người trẻ. Bây giờ thì ở đây rất là ồn ào, tấp nập và nhộn nhịp. Quán ăn này với cái giá cũng bình dân thôi. Ăn tô bún thì 35 ngàn. Y như hôm kia thì mình có ăn ở đây nè. Hôm kia mình có ăn ở đây một tô bún mà vò quế là 35 ngàn. Và nó cũng chỉ giống như là bún nước lèo thôi. Và đây sau vài phút thì mình đã đi ra đến cái trục đường chính Võ Thị Sáu. Ở trên cái đường Võ Thị Sáu này thì có rất là nhiều những cái cửa hàng mà coi như là cái cung đường này là tập trung cái việc buôn bán, bạn kiếm cái gì cũng có ở đây hết. Và đặc biệt là quán ăn, mình nói thiệt là
Mình chưa thấy chưa có cái cung đường nào mà nhộn nhịp về quán ăn karaoke như là ở cung đường Võ Thị Sáu. Chẳng hạn đây, karaoke Gia Bảo Bảo. Và cũng mình cũng tìm thấy ở đây là có một cái khu trung tâm xét nghiệm DR. Trung tâm xét nghiệm. Và đây là cung đường Võ Thị Sáu đây. Rất là ồn ào náo nhiệt. Đấy. Cái này là trục đường chính thôi nha. Chứ ở phía sau, ở phía sau của hai bên cái dãy nhà này á, thì là một cái thế giới khác. Giống như là phía bên Topaz Stream vậy đó. Có rất là nhiều nhà cửa biệt thự không à, đại gia không à, nhà to lắm. Thì mình cũng biết những cái việc này hôm qua việc coi cái kênh của Biên Hòa City. Chứ mình mới về Biên Hòa thì mình cũng chưa có dịp đi dạo vô những cái khu như vậy. Đấy. Ở đây là gì đây? Bánh mì. Bánh mì văn phòng công chứng. Văn phòng công chứng. Ngày hôm qua thì mình đi đến thành phố Hồ Chí Minh, đi Sài Gòn, Bệnh viện Đại học Y Dược để đăng ký khám tổng quát. Và mình đi thì đi bằng xe bus. Cái bận đi thì nó trơn tru, nhưng mà có điều cái xe bus này nó hơi đắt tiền, 25.000. Và điều đặc biệt là không có máy lạnh. Còn bạn về thì mình được hướng dẫn để mà đi 3 chuyến xe bus khác nhau. Thì 3 chuyến xe bus này là có giá rẻ hơn và có máy lạnh. Và mình rất là thích, tự vì với một cái city bus tour như vậy thì mình có dịp được ngắm nhìn nhiều hơn những cái đường phố Biên Hòa nè, hàng quán nè, hàng quán. Rồi mình đã biết được là chỗ nào bán quần áo mà phù hợp với cái độ tuổi của mình, và mình có thể vào để thử mua. Mình đã nhắm được 3 shop rồi, chứ nếu như mà đi xe máy thì không thể như vậy được. Và đây tới chợ truyền thống rồi đây. Đây là cái đường ray ha, đường ray Bắc Nam đi ngang qua thành phố Biên Hòa. Ở cái hướng này phía trước là đi vào ga Biên Hòa nè, Biên Hòa Train, Biên Hòa Station, chỉ vài chục mét thôi đó. Các bạn thấy không, có cái mái hiên đó là ga Biên Hòa. Còn cái hướng này là từ Sài Gòn, hướng xe lửa từ Sài Gòn đến. Buổi sáng thì ở đây nó còn hơi vắng, chứ buổi chiều thì rất là nhộn nhịp. Và đây là cái chợ truyền thống. Chợ truyền thống tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, nằm trên đường Võ Thị Sáu. Thì chợ truyền thống này nó nằm đối diện với lại cái... Chợ truyền thống này thì nằm đối diện với lại cái tòa nhà Pegasus. Đây cũng là một cái tổ hợp nhà ở văn phòng rất là to. Thôi bây giờ mình băng qua đường để mình đi chợ. Hôm nay thì mình mang theo, thôi để mình đi xuống dưới một tí đi. Sẵn đi tới nơi rồi thì quay luôn cái đi ngang qua cái Pegasus. Để quay phim cái Pegasus. Mình đã có dịp đi lên cái một căn hộ 2 phòng ngủ của Pegasus rồi. Thì lúc đó là cũng khoảng 4 năm trước. Mình đến để mà đi cấy lông mi. Có một bạn làm ở trên, thuê một cái căn nhà trên đó để làm thẩm mỹ. Thì mình nhận thấy là căn hộ ở trên 2 phòng ngủ trên Pegasus thì nó không có được đẹp.
nó hơi nhỏ, cái trần này nó thấp hơn cái nhà hiện tại của mình. Hôm nay sử dụng cái gimbal này để quay phim á, mình thấy rất là hài lòng. Nếu như mà mình biết sử dụng gimbal mà nó ổn như vậy thì mình đã mua lâu rồi. Chứ giá của nó cũng không phải hẳn là quá mắc. Ở đây mà cư dân đi vô trong cái tòa nhà Pegasus này á, cư dân là ở phía bên này. Người ta đi vào thì người ta sẽ đi thẳng vô rồi gửi xe ở phía bên tay phải. Mình có vào một lần rồi cho nên mình biết. Chứ ai mà chưa vào rồi thì chắc là không biết đâu. Đây là Vietcombank, trụ sở Vietcombank tại tòa nhà Pegasus. Thôi, mình hoành lại để mình đi qua đường đây. Bây giờ thì mình hoành lại để mình đi qua đường để mà đi chợ thôi. Hôm nay thì mình mang theo 300.000. Dự là mình sẽ đi chợ mua đồ ăn đủ trong 3 ngày. Nhưng mà mình hy vọng là số thức ăn này mình sẽ ăn được trong 5 ngày. Tại vì mình về nhà hôm nay là hơn 2 tuần, nhưng mà cái số tiền mà mình chi ra để sử dụng thì nó rất là nhiều. Cho nên sau khi mà mọi thứ nó vào guồng rồi, nó ổn định rồi, mình sẽ không phải đi mua sắm thêm bất kỳ cái gì nữa. Thì mình sẽ thắt chặt lại cái việc chi tiêu thức ăn, mua sắm. Xe đông quá. Bây giờ nắng lên là hơi chói. Hồi nãy mình định đeo mắt kính nhưng mà ok, băng ngoài đường đó đã. Ở đây mình có cảm giác đó là người ta không có cái khái niệm mà xe cộ phải nhường đường cho người đi bộ tại cái làn đi bộ đâu mấy bạn, tại cái lối mà đi qua đường đâu. Cho nên ở Việt Nam á, bất kể khi mà bạn băng qua đường ở cái khu, ở cái làn mà lối dành cho người đi bộ, hoặc là tại cái lối mà không dành cho người đi bộ, thì các bạn cứ việc nhìn, con mắt thì nhìn xe và cái chân thì bước, thì xe nó sẽ tự động nó né mình. Nó gần tới thì nó tự động nó né mình thôi. Mọi đời, đây là cái chợ truyền thống đây. Mình đeo khẩu trang chưa? Hôm trước mình cũng mua hoa với trái cây ở đây để cúng nhà nè. Hôm trước mình mua có một bó rau muống mà mình ăn được 4-5 ngày. Đây là cái chợ truyền thống đây. Thôi giờ mình mua tàu hũ. Bán cho con tàu hũ này vậy cô? 2 bì. Dạ. Để con mua thịt xong rồi có tiền nhỏ rồi con sang đây con trả tiền nha. Rồi, qua mua thịt heo. Dạ. Bán em thịt heo nạc nhiêu ký chị? Thịt nạc này á hả? Dạ. 120 em. 120 hả? 90. Thôi vậy bán em cái 90 đi. Ý còn cái này chị? Cái này 120 hả? Rồi lấy em một miếng đi. Chị cắt ra làm 3 giùm em đi. Đấy. Mình lấy thêm ít nạc nữa bỏ cho đủ. Không, lấy em miếng này nè chị, miếng này nè. Không, miếng này thôi. Rồi. Rồi nào nữa? Thôi cái đó thôi chị. Lấy nạc. Không, chị cắt ra làm 90 này. Chị cắt ra làm 3 em đi. Dao nhà mình nó mà hơi mỏng quá vậy. Cái đó sừng gà mà chị. Rồi. Đó nhiêu chị? Nửa mấy lạng, 4 lạng hả? À 5 lạng rưỡi chứ. Đâu? Chưa tới 5 rưỡi. 5 ngàn. Tới 6 đến 6 năm. Đấy. Mình có mang theo một cái giỏ để đựng thịt. Một thức ăn.
mấy con bịch đi. Bịch này luôn đi. Bịch này luôn. Nhiều cô? Hả? 8 ngàn. Bịch này 8 ngàn hả? Một bịch này là 8 nửa con hả? 8 ngàn với 8 ngàn là 16 ngàn. Mà có bán cũ rồi, cái này mua có tư đó cũng bán hả? Ê, bà mua được một cỡ một con này chị lấy nó mua cái cỡ này. Đây, nó sẽ lấy được một cỡ một xương cho con. Đó là một xương này. Dạ. Ô, đô, đô, đô ra. Nha. Đô ra chị mổ cho bác lên đấy. Cái gì rồi là câu trận nó là cứng mắt lên. Cái một tại em đưa đầu. Hết rồi. Rau quả mua rau. Gà mua gì ta? Gà. Gà ngon hả? Không, em mua cái này bán nhiêu ký? Cái nào ạ? À? Cái này 75 ạ. 75 luôn hả? Dạ, rất ngon. Bao ngon thì cảnh này 90. 75. Bạn căng căng một miếng đi. Miếng thôi ạ. Dạ. Một cái chân gà như vậy là một cái này là 75.000 một ký. Không biết cái này là nhiêu đây? 22.000. 22.000. Vậy là em thêm miếng đi. Thêm miếng hả? Hả? Thêm một miếng nữa. 45.000. Rồi chị chặt ra một miếng ra làm 3 phút giùm em đi. Rồi. Còn miếng này nguyên à? Không, 2 miếng luôn. Dạ, cảm ơn. Chặt làm 3 thôi gì? Dạ. Phải qua mua tôm. Cá này bán nhiêu rồi chị ơi? Ê. Cái đó là cái thu kia dưới rồi nè. Cái này chị. Rồi căng em cuốn này đi. Cắt đôi ra nha. Dạ cắt đôi giùm em luôn. Đấy. Đây có cá, đây có tôm. Nhiêu chị? Hả? 90 ngàn ba lần. Nhiêu bao lâu? Chị ơi. Giờ thì mình sẽ bây giờ thì mình sẽ đi mua một ít rau củ. Rau củ à, phải chi mà có ông xã mình đây là mình sẽ mua cái rau cần này cho ông xã mình. Ông bị cao huyết áp mà không có ông ở đây, thôi mình ăn cái này đi. Thôi mà thôi, ăn cái đậu que này. Cho em mượn cái rổ chị ơi. Dạ. Thấy cái đậu que. Ây à. Đậu que. Căn em này chị ơi.
hai đó bằng giá chị? Giá 25. Ờ. Nè chị ơi, cô đưa một con hả? Cảm ơn. Dạ đúng. Phiền với mình thì sao? Hay sao? Đi chợ. Đi chợ mà còn cầm theo cái gimbal để quay phim. Mấy hôm nay mình đi chợ á, không có bao giờ mình trả giá hết trơn á. Ai hỏi bao nhiêu mình hỏi, ai bán hàng mình hỏi bao nhiêu cái thế là mình trả tiền mình mua. Mình không biết là mình mua vậy á người ta có nói hớ mình hay không nữa, nhưng mà như vậy thì mình nghĩ là đỡ hơn là vô trong siêu thị mua. Bây giờ mà vô trong Vinmart mua cái gì nó cũng rất là mắc, chẳng hạn như có 500.000 trừ các bạn mua những cái tiêu và nước mắm là muối có thể sử dụng trong 2-3 tháng, 3 tháng, 4 tháng thì thức ăn đó thì ăn được trong 3 ngày. Còn hôm nay mình mua tổng cộng ở đây là 300.000, chưa tới 300.000 nữa, nhưng mà mình được hai cước cá nè, hai cái tích gà, hai cái bệ gà nè, rồi một miếng thịt. Miếng thịt này mình cũng nhờ cắt ra cho nên mình sẽ ăn được trong 3 ngày. Rồi một mớ rau. Mình nghĩ 300 ngàn mua được nhiêu đây, vậy nó cũng ổn. Hồi nãy thì từ cái Topaz Stream mình đi ra thì mình đi cái hướng bên kia. Còn bây giờ thì mình đang đi về ở cái chiều ngược lại. Ở trên cái cung đường này á có rất là nhiều những cái thẩm mỹ viện, những cái spa làm đẹp, cho nên khi mà xong xuôi những công việc này á, mà nếu như mà mình có thời gian và cả cái việc là mình có cái số tiền lớn thì chắc là mình cũng thử đi spa một lần ở đây cho biết. Không mà mình nghĩ chắc là khi nào ông xã mình sắp qua thì mình sẽ đi spa để cho ông xã của mình qua đây. Ông nhìn mình tươi tắn, ông cũng đỡ chán. Chứ cả tháng là mới được gặp vợ mà vợ luôn su bu thì chắc là chồng mình cũng ngán. Rồi, tới nơi rồi. Cái ngõ bên kia Hoàng Mỹ, Y Tô, Đồng Nai. Để mình ráng đi lên tới cái chỗ băng qua đường bên kia thì mình sẽ băng qua đường. Biết có nhìn thấy mặt mình không ta? À, đường vắng thôi. Một cơ hội tuyệt vời để băng qua đường. Đường rất là vắng vẻ rồi. Ok. Giờ lại đi ngược vào. Công nhận là mình cũng rất là giỏi. Chắc là do một thời gian dài mình đã tập luyện. Chứ cách đây khoảng 3 năm trước thì mình chỉ chạy bộ thôi, nhưng mà chạy một vòng rất là ngắn thôi, nhưng mà cũng không thể nào chạy lại ông xã. Nhưng mà sau đó thì mình đã có khoảng 8 tháng tập thể dục
chạy bộ mỗi ngày. Và sau đó là mình duy trì cái việc đi bộ. Trời ơi, trong bệnh viện đông quá, không biết người ta đi khám gì ta, đông dữ mẹ. Mình duy trì cái việc đi bộ cho nên là rồi bây giờ á, hai vợ chồng mình á, làm gì làm nhưng mà cũng phải duy trì cái việc đi bộ 7.000 bước trong một ngày. Cho nên là bây giờ á, đối với mình cái việc mà đi chợ từ ở trong nhà của mình ra tới cái chợ truyền thống hồi nãy xong rồi đi về với cái thời gian là khoảng 40 phút thì không suy nhê gì hết. Nhưng mà do hôm nay là mình vừa đi bộ, mình vừa quay phim thôi, cho nên cái thời gian nó mới như vậy thôi. Chứ nếu như mà mình chỉ đơn giản là cuốc bộ đi chợ thì mình nghĩ là không có tới nỗi nó lâu như vậy. Ở đây xe hơi đậu nhiều đó mấy bạn. Mình nghĩ xe hơi này chắc của bác sĩ hoặc là khách, bệnh nhân vô cái y tô này. Mình thấy là người ta cứ chạy trên đó xuống rồi thả người xong rồi người ta chạy xuống đây. Bây giờ thì ở Biên Hòa thì cái việc mà đi xe hơi nó không còn là một cái chuyện gì, mua xe hơi nó không còn là một cái chuyện gì ghê gớm lắm. Chẳng hạn như khoảng 20 năm trước đi, mình học trung học, mình có hai đứa bạn, thì gia đình của mấy bạn này là coi như là giàu trong trứng luôn, giàu nước vách luôn. Thì sau khi mà học cái lúc mà đi học lớp 12 á, trong khi tụi mình chỉ toàn đi xe đạp á, thì mấy bạn này là đã có space xị để đi. Rồi kia sau khi mà học hết lớp 12, đứa thì học đại học, đứa thì đi làm, đi xe máy, xe rim, xe quay, thì các bạn đã có xe hơi để đi rồi. Rồi nghe nói bây giờ là mấy bạn là đi xe 4-5 tỷ cũng có. Còn những cái bạn mà không đi xe 4-5 tỷ thì các bạn cũng có xe 2-3 chiếc xe, một chiếc khoảng 5-700. Vậy á. Cho nên bây giờ thời bây giờ thì những người trẻ thì ai cũng giỏi hết, đầu óc thì rất là nhanh nhạy, cho nên các bạn rất là biết cách kiếm tiền. Và cái việc mà mua xe hơi thì nó cũng giống như là cái mình mua xe máy cách đây khoảng hơn 10 năm trước. đây có một cái câu lạc bộ sức khỏe vàng khiêu vũ. Rồi có sản phụ khoa ở đây nữa. Thực sự là mình phải nhìn mấy cái này để mình biết. Chứ mấy hôm trước cần tìm một cái người bác sĩ siêu âm cho bà bầu thì mình không biết phải đi tìm ở đâu hết. Trời, đáng lý mình phải băng qua đường, đừng đi ngang cái cây mai chư thủy đó để nghe cái mùi nó thơm. thơm lắm luôn á. Ở đây thì có cái gym and kickboxing, so mình thấy cũng có rất là nhiều người đến để tập. Mình thì chắc là sẽ không đến đâu. Tại vì mình thích đi bộ hơn. Vợ chồng của mình thích đi bộ nè. Với lại ở trong cái Topaz nó cũng có cái phòng gym á. Trong đó có máy tập đi bộ, máy chạy bộ. Cũng rất là hoành tráng. Đấy. Đây là trước khuôn viên Topaz. Đấy. Xe hơi tao nói nhiều vô số kể. Mà hôm nay là ngày thường đó nha. Ngày thường với lại giờ này là hơn 8 giờ rồi, cho nên mọi người đã đi làm hết rồi. Chứ nếu như mà
chủ nhật á, trời ơi xe nó đậu đông ơi là đông. Distopass đó, trước mặt á là khu B, là cái khu mà mình đang ở. Còn bên đây á là khu A. Bên đây là khu A. Ở đây tất cả các loại xe, xe hơi, xe máy, nếu như mà muốn vào cái tầng hầm á thì đều phải vào cái lối này. So there is only one way for you guys to get into Topaz Street, A building or B building. Just only this way. And go straight, đi thẳng ha. Topaz này ở phía dưới thì nó có nhiều cái khoảng không để có thể mở những cái mua sắm, những cái khu mua sắm, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có thấy đâu, mình chưa có thấy chỗ nào chưa có mở đâu, nó vẫn còn trống trơn à. Thì mình nghĩ là ít nhất là phải để cho cái khu này nó hoàn toàn nó phát triển rộng rồi, ít nhất là phải có một cái Vincom rồi một cái vài cái cửa hàng thời trang đặt ở đây thì mới có nhiều người được. Chứ còn bây giờ thì cư dân thì đông, nhưng mà ở dưới này thì vẫn còn trống lắm. Đấy, buổi chiều thì người ta đi bộ ở cái vòng quanh cái Topaz theo cái lối này rất là đông, rất là đông luôn. Ok, giờ thì mình vô trong đây, giờ thì mình bắt đầu đi vô trong. Tăng 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 tăng. Rồi hết 41 phút rồi, nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ cắt cái video này ra. Chào chú. Dạ. chú Út bảo vệ. Ai vậy? Cảm ơn chị. Trời, chị đẹp quá, đẹp luôn. Đấy, còn đây là cái sảnh ở trong Topaz. Ok, mình nghĩ là mình dừng cái này ở đây thôi. Mình dừng cái video này ở đây. Bây giờ mình sẽ đi vô phang thang máy để mà lên lầu, sắp xếp đồ ăn này, bỏ vô tủ lạnh. Mình hy vọng là nhà của mình sẽ sớm hoàn thiện một cách tuyệt đối để mà mình làm một cái video giới thiệu về cái căn hộ, ngôi nhà của vợ chồng mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye.